Thật sự thì quá bất ngờ. Đối với mình, thường là Lộc sẽ có một cái thời gian để thăm dò đối thủ. Thường cái thời gian thăm dò đó nó diễn ra, mình cho phép là khoảng 1 phút hoặc là 30 giây tối thiểu để mình biết cái khoảng cách và cái tốc độ của đối thủ. Nhưng mà cái sự tự tin của Lộc ở trong cái trận đấu này thì nó có thể là nói là rất là cao. Thì trong cái quá trình huấn luyện mình cũng biết, mà nên mình cứ như là thể hiện cái khả năng của mình trong cái thời gian ngắn luôn. Nhưng mà cái đó nó cũng có là một cái chiến thuật rất là hay. Nhiều khi cũng đối thủ cũng đang thăm dò, mình cũng đang thăm dò rồi nó bất ngờ như vậy thì nó cũng là một cái chiến thuật đặc biệt. Nên rất là thú vị. Thật sự thì tất cả cái mình chia sẻ với Lộc về cái cách đánh với bạn này đó thì nó không có nhất thiết là một đòn nào hết. Nhưng mà những đòn có thể thực hiện và những cái đòn phải kiểu như xem chừng đối phương thì để mở ra một cái hình thức rất là tự do để mà Lộc tự có thể là quyết định cái khả năng hay là cái chiến thuật của mình ngay thực hiện đòn nào ngay trên sàn đấu. Tại vì cái đó nó cũng là một cái hình thức, nếu mà võ sĩ đủ cái trải nghiệm kinh nghiệm rồi đó thì mình cũng có thể coi như là lập ra một cái chiến thuật rất là lỏng. Thì Lộc đã thể hiện rất là tốt. Thật sự thì khi mà Tính mới bắt đầu tham gia cái đăng ký vào cái hạng cân này và mình biết Nguyễn Trần Duy Nhất cũng đăng ký trận đó thì mình không có nghĩa là đặt một cái mục tiêu nào để mà kiểu như thắng hay chung kết hay gì cả. Mình nói em nhất định phải đánh với lại nhất, chỉ như vậy thôi. Thì đánh ở cái trận nào thì tùy, nhưng mà may quá là được đánh ở cái trận chung kết thì mình rất là vui mừng. Nhất cũng là một cái người mà mình rất là thích, kiểu như cái cá tính cũng như là cái cách mà anh ta thể hiện cái võ thuật cũng như võ đạo. Anh chỉ mong muốn là Nhất thể hiện hết khả năng của mình và Tính cũng thể hiện hết khả năng của mình. Còn chuyện gì xảy ra thì để chúng ta xem.